Thưa quý vị, tập trung xử lý hết các điểm nóng, tăng cường nguồn lực cơ sở cho công tác điều trị F0 tại nhà, đảm bảo công tác phòng chống dịch trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến tại cuộc họp do Ban trực tuyến, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở, ngành, quận, huyện vào cuối giờ chiều qua ngày 22 tháng 1. Đánh giá số ca mắc COVID-19 liên tục tăng mỗi ngày, trong đó xuất hiện thêm nhiều điểm nóng, chợ Cẩm Lệ, chợ Hàng, chợ Cồn, khi người dân tăng cường các hoạt động mua sắm phục vụ Tết Niên, sắm Tết, thời điểm cuối năm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đề nghị Sở Công Thương và Ủy ban Nhân dân các quận huyện chỉ đạo Ban quản lý các chợ tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, tổ chức sàng lọc, xét nghiệm phù hợp để đánh giá hết tình hình chính xác. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các địa phương nhanh chóng tổng hợp danh sách lực lượng cơ sở để ngành y tế lên kế hoạch tập huấn điều trị F0 tại nhà. Về các biện pháp phòng chống dịch thời điểm cận Tết, Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến yêu cầu các địa phương cần tập trung tuyên truyền và tăng cường xử phạt các vi phạm phòng chống dịch. Đặc biệt là ở các khu tập trung đông người mà chuẩn bị cho cái phục vụ Tết thì tập trung rất là đông. Thì cái này thì chúng ta cũng phải tăng cường công tác truyền thông mạnh hơn, và các cái quận huyện, đặc biệt là ở những cái nơi tập trung quá đông người thì mình cũng phải có các cái biện pháp để mà nhắc nhở người dân và thực hiện cho nghiêm túc cái 5K. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến cũng yêu cầu các địa phương và Ban quản lý khu công nghiệp xem xét thời điểm phù hợp để thiết lập các trạm y tế lưu động, đồng thời xây dựng phương án đón công dân, người lao động quay trở lại làm việc sau Tết. Lưu ý công tác sàng lọc, phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ, bảo đảm an toàn hoạt động sản xuất, kinh doanh đầu năm.